Chào mừng các bạn đến với shortygaming.vn, nơi mà các bạn có thể tham gia những vòng quay siêu xịn giò Block Mango tại đây. Tham gia vòng quay, các bạn có cơ hội nhận đến 9.999 G Kobe, hay còn nhiều phần thưởng khác đang chờ đón các bạn. Chỉ với 15.000, các bạn đã có thể tham gia vòng quay. Vậy còn chờ gì nữa, các bạn không vào shortygaming.vn để tham gia ngay thôi nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Noob đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Block Mango. Nhớ rằng là chơi Block Mango, follow Noob Team nha. Đó thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái tựa game rất là mới ở trong Block Mango các bạn ơi. Tựa game này có tên đó là Demon Hunter, kiếm sĩ diệt quỷ. Đấy, nghe rất là chiến đúng không? Hôm nay là mình sẽ vào đây khám phá xem rằng là có điều gì hay ho ở trong đây không nhỉ? Đấy, ok thì chắc là bắt đầu luôn các bạn. Bắt đầu luôn thôi. Vừa vào là có cái gì đây? Maratu. Ui giời, nghe quen thế nhỉ? Vừa vào nó cái nhiệm vụ gì đây? Hình như là phải đi ra đây đánh 10 con hình nhân à? Ok bạn ơi, đại khái là trong này vừa vào chúng ta có đâu? Đánh anh, đánh đi. Ui giời, cái này giống kiểu nuôi pet anh nhỉ? Đúng. Ui giời, chắc là vào đây để nuôi kiếm sĩ à? Ô, cái này gì đây? Ui giời, kỹ năng của gọi là kiếm sĩ à? Ồ, Maratu. Ui, nghe nó sao kiếm sĩ nó tên là Maratu ta? Thôi kệ đi các bạn ơi, chắc là truyền thể từ một bộ phim nên đâm ra là nghe nó khác là phải. Ui giời, ok. Chúng ta sẽ phải đánh gọi rồi đánh bại 10 con hình nhân nào. Úi giời ơi, 10 con hình nhân, ok. Ở đây trong thời gian đánh bại là ui đây có mã quà tặng này. À đây, nếu bạn nào chưa có mã các bạn. Đấy, mình cho các bạn cái mã này nhập vô. Nhập vô là được quà các bạn nha, là miễn phí thôi, miễn phí. Đấy, nhập vô đấy, được 5 cái bông hoa. Bạn ơi, hoa này hoa gì quen thế nhỉ? Hoa giống kiểu hoa màu gà các bạn ơi. Ui, giống các bạn. Không biết quê các bạn gọi là gì, quen quen mã này. Ok. Rồi, cái này là để làm gì đây? Đúng nha, cái này ui giời ơi. Khoai pack à, ui giời cái này tính ra là cũng ấy nha. Ui giời ơi, cái này dùng để mua được ấy các bạn ơi. Ui, speed boost này, ui coin này. Ui giời 10.000, ui giời mua luôn. Ui giời ơi, đủ miễn phí. Miễn phí nha, không có dùng Gakumi nha. Miễn phí nha các bạn. Ui giời, ok, vẫn còn 2 đúng không. Mua tăng x2 tốc độ lên. Ui giời, cửa nhà mua 2, ui mua kinh nghiệm nhỉ. Kinh nghiệm này, mua kinh nghiệm này chắc là sẽ cần. Chắc chắn là sẽ cần. Ok, mua hết kinh nghiệm này. Đấy, chắc là tí để nâng cấp gọi là ui giời mấy cái kiếm sĩ đấy mà. Ok, ui giời đánh đi. Ơi, ở đây có auto đánh này. Ui khỏi cần phải đánh các bạn ơi. Nói chung là đâu à? Sang khu vực kiếm sĩ nào. Đến nay mình có thể nâng cấp được này. Cường hóa này các bạn. Ui, 15.000 là cường hóa được luôn à. Ui, áo thật đấy. Chết dở rồi. Bây giờ mình có nên cường hóa không? Từ từ đã. Từ từ cái gọi là anh kiếm sĩ Maratu ấy, từ từ đã. Ai, ok, đánh này. Bấm một lần thôi, vâng, em biết bấm một lần rồi. Bây giờ đánh phải đánh bại 10 con à. Đấu trường à, triệu hồi à, ui, có cả triệu hồi à. Ui giời ơi, xoay à, đâu thử xem nào. Thử nào, ui giời, lắc cái xương à. Ui, có tên là cái gì đây? Izako, ok, Izako, nhân vật mới. Ui, anh kiếm sĩ mới à. Ui, 5 đam à, ui giời ơi, anh này còn cùi hơn cả. Tính ra được tăng mỗi 2 HP, không ăn đủ. Anh này hơi cùi nhá. Ủa nhá, mở lại nào. Ui giời, bỏ qua nhanh. Ui giời. Ui giời ơi, không được các bạn ơi, hình như là được mấy cái mảnh rồi. Ui giời, ui giời. Tonzira. Ảo thật đấy. Tonzira này à, tên ngược các bạn, chuyển thể đó, chuyển thể chứ không phải là hẳn. Ok các bạn này, Tonzira, ok. Cái này Tonzira, Raziton, ok đấy. Ui giời ơi, 455 HP, 45 đam bạn, gấp 10 lần luôn. Ui giời, cho vào team luôn. Cường hóa lên luôn các bạn, có vẻ là xịn. Chấp nhận luôn, ui giời ơi. Ui, lên level 6 luôn bạn. 2.007 máu và 270 đam. Ui đấy các bạn thấy không, nhập cái mã kia vào thôi là ăn tiền ngay các bạn ơi. Trời ơi, mã đấy là của admin nó cho đấy, chứ không phải là mình lừa các bạn đâu. Thôi, dạo này mang tiếng là lừa đảo ngay thật, biết đi đâu. Nghĩ mình lừa đảo, buồn lắm, mình buồn thật, mình rất buồn. Làm gì có buồn, à quên mất. Làm gì có lừa. Buồn là rất buồn rồi, nhưng mà làm gì có lừa. Lỡ mồm mà, đấy, ok. Ui giời ơi, để tôi mở mấy cái này này. Thôi xoay tự động đi cho nhanh nhỉ. Xoay tự động này, bỏ qua. Ui giời, bỏ qua. Mở, ui giời, hình như là chả được cái gì, toàn được mảnh sao ấy chứ nhỉ. Toàn được mảnh thôi các bạn ơi, toàn được mảnh. Ui giời ơi, ui giời, ok. Thôi, chúng ta gọi là tạm thời là cứ vào team này. Ok các bạn ơi. Đấy, ui giời, cho đánh. Đánh đây, ui giời ơi, sao nào. Ui giời ơi, anh đi chém một cái đi luôn à. Anh Tôn Zira chém cái đi luôn à. Xong luôn nhiệm vụ đi, khẩn trương lên. Ôi giời ơi, ngoài đấy chưa có dùng Gakubi là luôn. Ok thôi, không sao các bạn ơi. Đây chúng ta ra đây. Ui giời, cái bác này có tên là Irokodaku. Đọc hơi đau mồm ạ. Ok, được 1.000 coin các bạn ơi. Nào, nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Chấp nhận liền các bạn, chấp nhận liền. Đâu cốt truyện này, nhiệm vụ cốt truyện này. À đâu, triệu hồi à? Ồ, em triệu hồi mà. Ok, thế thì thôi, cho em triệu hồi tiếp thì em triệu hồi. Uầy, ok các bạn ơi. Tôi triệu hồi hết đi. Trời ơi, ok, thôi đây. Hoàn thành nhiệm vụ ngay, lại được thêm 1.000 nữa. Đâu,
Tiếp theo cốt truyện. Phải nhận. Ok, xem nào có gì đây. Đánh bại 10 năm hình nhân vừa. Ok, chúng ta sẽ đi qua đây các bạn ơi. Mình xem cái kiếm sĩ vừa nãy là mình cái Tôn Jira là nhà Tôn Jira này không có ấy nhỉ, không có hiển thị là gọi là SR hay là SSR bạn. Ở đây là nó có phân biệt ai. Ở đây là triệu hồi này đấy, SSR này. Thôi chủ SSR. Ui nhưng mà 0% thì làm sao mà mở ra nhỉ? Là kiểu gì ta? Không hiểu. Thôi kệ đi, thôi tập trung vào. Hình như là màu xanh các bạn ơi. Đúng rồi, hiển thị màu xanh, hiển thị màu bằng tên. Ok. Nào, cho ra đây. Hình nhân vừa đúng không? Hiển thị bằng tên các bạn ơi. Đấy thì là A bạn, nói chung là A cũng được. Xịn bùi đánh cái 300 gram. Ngoài cho auto, cho auto đây. Đấy, đánh đi, chúng ta tiêu diệt 10. Ui, ở đây có thưởng à? Ui, xem nào, phần thưởng nào. Ui, giời ơi, nhận liền XP boost à? Ok, XP boost nha. Nào, thằng nào, quán gì đâu, hết rồi. Ok, thưởng ngay đây. Xem nào, thưởng ngay nào. Ui, cờ lên luôn. Rồi, ok. Ui, cái này vừa vào nhiều thưởng thế nhỉ? Rồi, ok. Cái này là cái gì đây? Ui, vòng quay may mắn à? Ui, free à? Ui, lại phải quay rồi đấy. Nếu mà nào muốn free mà không đấy thì có thể vào game này chơi cũng được. Còn ui ôi đam bút à? Được. Thôi còn bạn nào muốn Gkubi cũng là vòng quay may mắn. Thôi nhớ vào gọi là shop tiền cho mình. Trời ơi, vòng quay may mắn là nó hên xui. Đúng. Có phải 100% đâu. Đừng có nói lừa đảo, rất buồn đấy. Ok. Đây. Ok. Đánh đi. Ui trời ơi, chém hai cái đi luôn bạn ơi. Đúng thật. Các bạn thấy không? Cái này là sơn ấy tăng đam ạ, sơn tên tăng đam. Ủa, anh ấy mạnh thế nhở, không biết là các bạn đã có gọi là nhân vật này giống mình chưa. Rồi cái game này tôi thấy là cũng hay đấy, có vẻ là huấn luyện mấy cái kiếm sĩ bạn ơi. Mình không cần làm gì nhiều, đại khái là huấn luyện thôi. Rồi ok, huấn luyện kiếm sĩ. Ui ngày hôm nay là tôi thấy rằng là tôi hên đấy, tôi nhập không cái mã kia là tôi không cần gọi là phải dùng Gkubi, mới giỏi đỡ tốn Gkubi các bạn. À, mà thực ra thì Gkubi nhặt trong lượng cái tốn gì nhỉ. Rồi qua bên này là sao nào, trả lời nhiệm vụ đây. Ôi giời ơi, ok. Thưởng cũng được 500. Được 500 ạ, thôi ạ, ít thế. Ok, nào, nhiệm vụ gì đây? À, cường hóa, ok, cường hóa kiếm sĩ diệt quỷ. Em cường hóa bên này thôi. Ôi giời, cường hóa chấp nhận luôn. Không đủ kinh nghiệm, không đủ kinh nghiệm thì cường hóa của gì nhỉ? Thế là kiểu gì? Dở rồi, kinh nghiệm không quá, cường hóa của gì? Thế bắt mình đi cường hóa. Ok, kích vào đây. Reset. Bạn muốn reset là bạn reset cái này, sau đó mình nhận được kinh nghiệm, mình lại dùng kinh nghiệm sang cho gọi là anh kiếm sĩ khác, hợp lý. Đấy, đúng rồi các bạn ơi. Ngoài thông minh quá mà. Ok, chấp nhận. Cái này giống như kiểu là mình dồn công lực ấy. Đấy, ví dụ reset đây. Đấy, mà lại dồn công lực sang cho anh này. Ôi giời ơi. Nó lại là đúng bài luôn anh em. Nó lại ra đúng bài luôn. Đấy, xong rồi. Ui, cái này cày kéo được nha. Ui. Được đấy nhờ. Hay. Ok. Kiếm sĩ này tăng tiếp này. Úi giời, lên level 9. Ui chưa lên level 9 à? Đây, đâu quên mất, em chưa nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đây, tiếp đến à. Úi giời, cái gì đây? Tích lũy tiền à? Ôi chứ đủ luôn đấy chứ. 800 tiền này là cái gì? Nhận tiền liền. Úi giời đâu. Ui, lại được thêm gọi là 5 bông hoa này và cái gì đây? Núi Komotori. Komotori là cái gì? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi gọi là đánh hình nhân lớn. Bạn vừa lấy hình nhân. Ui, mở lên núi à? Ngoài lần này chúng ta phải lên núi luyện à. Ok, thử nha. Tôi sẽ mua thêm cái này các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái này đấy. Ở đây có 3 đơn vị tiền tệ. Một là Gkubi. Đấy, nếu bạn chưa có thì các bạn có thể vào shoptigaming.vn để quay. Biết đâu bất ngờ. Không phải 100% nhá. Đây là vòng quay may mắn. Ok, đấy. Hoặc là chúng ta dùng cái này để cày cuốc trong game được. Cái bông hoa này thì phải đi làm nhiệm vụ rồi. À, tôi bông hoa, tôi mua cái này đấy. Mua tăng XP các bạn ơi. Mua tăng XP. Cái quan trọng mình nghĩ là mua tăng XP, không cần speed đâu. Trời ạ, cái này ngoài XP vẫn là đẳng cấp. Đây, cường hóa lên liền các bạn. Cường hóa lên liền. Úi giời, không đủ tiền à? Úi giời, không đủ tiền thì thôi, hạ xuống. 4.001 rồi, ok. Ui, úi giời, 4.001 vẫn không đủ bạn. Đấy, ok, đây. 4.001 nha, đây. Úi giời, 4.001 mà. Cứ nhảy lên 4.002 nhỉ. Úi giời, đây. Úi giời, 5k máu và 495 attack. Úi giời, một mình anh gánh cả thế giới rồi, còn gì nữa. Ok, cái gì đây? Núi à? Ok, bây giờ chúng ta đang ở núi Sagiri. Mà bây giờ chúng ta lên núi Kumotori. Mồm thế nhở. Ui, cái hình background của mấy cái game đẹp thế. Wow. Các bạn xỉ đấy, tôi thấy đầu tư đấy. Nào, ui, lại được vòng quay này. Lại quay này. Nhìn tôi quay một phát là ăn luôn gọi là cái gì đắt giá nhỉ? 10.000 tiền này. 10
10 đi, 10 thì chơi tiếp. Không sao cũng được, nói chung là cũng được. Nào, đây à, hình nhân lớn à, đánh đây. 2k máu đúng không? Ui giời, ui. Gặp anh gọi là đẹp trai của mình, anh ấy gõ cho. Ui giời, mấy thanh niên này tuổi dế. Ui, mấy bạn kia cũng có mấy con xanh xanh kìa. Ui giời, ôi, ui, nhưng mà sao con mình có mỗi 1 sao nhỉ? Các anh niên 2 sao cả. Ui giời, nâng cấp sao của gì đấy? Ủa nhà mình để đây cho auto đây. Để đây auto các bạn đây. Đấy, ok, để đây cho auto. Đâu, kiếm sĩ nào nâng cấp sao của gì đấy? Bề cường hóa thoát tim, cường hóa này là hết rồi mà làm gì có ấy đâu ta. À, cái này chúng ta phải đi sưu tập nhiều bạn để chắc để nâng lên. Ok, có cứ từ. Này, cửa hàng nào. Cửa hàng này bây giờ chúng ta có nên cái này, ui, có cả mua cái này cả. 10 cái này được 35 có 35 g cubi là rẻ thế nhở. Thôi, chắc là ngày hôm nay tôi sẽ không phá đảo game này vội. Đấy, game mà tôi thấy bánh cuốn bạn. Bánh cuốn, các bạn có thấy thế không? Nếu thấy thế, để lại một like, comment để mình biết. Để tập sau mình phá đảo. Tập sau phá đảo mà. Ok, tập sau phá đảo, mai phá đảo luôn. Có chưa? Có triệu hồi nào. Ok, có mã quà tặng này. Ok, triệu hồi ở đây. Không có mua thẳng nhỉ? Có mua thẳng không? Để mua luôn đi chứ. Mua luôn thì còn được. Uầy, triệu hồi bây giờ chúng ta lên hẳn 1.000 tiền nữa à. Quay lên thế nào. Quay nào. Bản đồ này nó sẽ gọi là uầy. Ồ, qua bên này là mở được con 2 sao luôn này. Tăng sao, tăng sức mạnh này. Oh my god, được quá nhờ. Rồi, ok bạn ơi, bên này nó phải ấy tiền, nhiều tiền hơn đấy. Úi giời ơi, đấy, ok. Chúng ta đã có gọi là anh Izako gọi là 2 sao rồi. Ui, con này mà con 2 sao chấm hết các bạn ơi. Rồi, nói chung là cứ để đây, hiện tại đang có 9k kinh nghiệm đây. Đánh nè các bạn ơi, đánh nè. Úi giời ơi, sao được 20 con này, nhanh quá trời, nhanh quá trời, đấu trường nào. Sang top 20 nào. Ây à, các bạn phải vào đây luyện đấu trường này. Ui giời ơi, ok sao nào, có xem được thông tin không? Nói chung mai để nó túp đầu luôn bây giờ đấy. Ôi giời, ở đâu đấy, đánh đâu tụi mình cũng vào tìm trận đi, thử ta vào tìm trận nào. Ôi à, sao lại có nút tim vanh MC nó đứng ở đây rồi. Ôi, nó chết dở rồi, nó ghê quá nhỉ. Thế là không có được cái là nút tim mà chưa gì thấy vanh nó tới top 2 rồi này. Ôi, càng đấy tìm trận đấy. Úi trời ơi, chết dở rồi, đâu tìm trận nào. Thu các kiếm sĩ về trước ạ. À, từ từ đã, để cho các kiếm sĩ mình ấy đã. Đây là cho các kiếm sĩ mình khỏi đánh lộn đã. Ui, ok nhá, dần này. Ok, đâu đấu trường nào, tìm trận nào. Tìm trận nào. Ôi giời, ôi anh niên này có mỗi một con ớt xếp liền cho đánh nhau. Nào, rồi, chiến đây. 3, 2, 1, action, yellow. Ôi giời, ôi. Không có cái gì là gọi là, không có cái gì gọi là kịch tính cả. Vào cái lăn quay ra đi ngủ mới run rồi. Chiến thắng rồi, không phải. Đừng nhiều tiền phết đấy, các bạn ơi, đừng nhiều tiền kinh nghiệm phết đấy. Ôi giời, cũng được, nói chung là cũng được đấy. Rồi, ok, tới nha, hoàn thành nhiệm vụ đã. Ok, nào. Ui, được có 1.000 tiền ạ. Hơi ít nha. Ok, bạn đã làm rất tốt. Ui, được 2.500 à. Đánh bại tảng đá à. Ui, thật dở rồi. Game này lại rủ nhau đi đấm đá gì đâu. Bài kiểm tra cuối cùng là cục đá ở đâu? Cục đá chắc là bốt các bạn. Ui, đây ơi, có cục đá đây rồi các bạn ơi. Ôi giời ơi, đây rồi. Các bạn ơi, mình đến rồi. Ui, cả chục thanh niên đứng nha, đánh cái cục đá này. Chứ người không đánh. Ui, 60k à. Ui, 60k càng đấy. Đánh đây nào, đánh đi các anh em. YOLO đi. Ok. Đây, mình còn chưa dùng cái kỹ năng của con gọi là Tôn Zira bạn. A few moments later. 60k máu, 5k. Của mình này, của mình đây. Ui giời ơi, của mình luôn ạ. À, không được tiền à? Wow, không được cái gì luôn ạ. À, ra phải cho gọi là mấy con 5 sao full cấp chứ. 5 năm. Rồi đây, qua bên này bạn ơi, trả nhiệm vụ liền. Rồi ôi đấy, mạch cuốn. Ui, nhìn ra có con cái gì Shinobi này. Ui đẹp thế nhở. Nói chung là mấy nhân vật ở trong này là đều là bị gọi là, nói chung là đều là đảo ngược tên lại. Nói chung là tên nó không giống với cả cái bộ phim mà các bạn xem. Đấy, nói chung là chuyển thể mà. Tôi biết, ủa Tôn Zira 10 ấy luôn ạ. Ok, 10 mảnh luôn, ok. Đấy, tôi biết là như vậy. Ui, bạn có thể giúp đánh bại 30 con quỷ được không? Chắc chắn là được rồi, vì bạn... Không, bạn nhìn giống quỷ, nhìn giống bạn. Bạn chứ bạn cũng xinh gái. Ok, tóm quay. 10.000 vàng đi. 10.000 vàng để chơi game tiếp nào. Ôi, 10.000 vàng đấy. Còn cái gì? Lại được nhận được XP boost ạ. XP boost làm chi? Ôi, XP boost làm cái chi con chi chi. Rồi, để mình gọi là chui ra cánh cổng nào. Núi Fujikasen. Ok. Đọc hơi đau mồm tí. Qua wow, bên này luôn anh em. Úi giời ơi, nào. Ủa, chỗ này còn chưa lát được map các bạn ơi. Xem nào, kiếm sĩ của mình nào. Hiện tại là level...
nâng cấp được rồi đấy, cường hóa rồi đấy anh em, cường hóa rồi. Có 2.700 thôi, chấp nhận liền. Đổ 500 đam ngay, 500 đam ngay. Cứ để mấy con kia bạn ơi, hiện tại mấy con kia nó đang phụ trợ. À đây, nhà mình triệu hồi đã. Ui, bên này có bông hoa ghê đây này. Tí nó chắc là đánh boss ở bên này rồi. Triệu hồi đã. Nào. Ui, cứ mỗi lần tăng lên là ui giời ơi, búp may mắn này, ở đây là búp 70% may mắn nào. Ui giời, ok. Mở đây. 70% may mắn búp con A lên. Ui giời ơi, còn con ui giời ơi thì không à mà thật. Ui. Trời ơi, nhân vật mới rồi, Juni ta xe. Cho mấy tay đàn được. Con này hợp lý các bạn ơi. Bỏ này ra. Reset đây. Reset nó đi các bạn. Reset nó đi. Rồi bắt tên đây. Cho này vô các bạn. Cho này vô. Ok, vào tên này. Cường hóa lên các bạn. Đấy. Ui, cái này tính ra lợi này. Cái tính năng này sẽ giúp ích cho mình, đó là những cái gọi là nhân vật nào, kiếm sĩ nào mình không dùng nữa là mình tách ra để cho gọi là kiếm sĩ mới vào. Hợp lý. Nói chung là hợp lý. Ui, cái này cửa hàng mua được à? Đâu xem nào, có mua được không? Mua được thẳng luôn này. Ui, mua được thẳng tắp luôn à. Ui giời ơi, tính sơ sơ. Còn VIP nhất 120.000 tiền đúng không? 120.000 tiền. Tính sơ sơ là chúng ta sẽ tốn bao nhiêu? 120.000 tiền. Tính sơ sơ là... Ôi trời ơi, 35G Kubi. 35G Kubi được 100.000 tiền rồi. Ôi, cứ tính như... Ôi trời ơi, rẻ thế nhở. Một con rơi đâu đó khoảng cầm 40.000... À, 40G Kubi thôi. 40G Kubi một con xịn nhất. Ôi, rẻ thật đấy. Này thôi để cày đi, để tập sau chắc là tôi sẽ phá đảo sau, chứ bây giờ phá đảo hơi buồn thật. Giờ phá đảo hơi buồn mà giờ ui, vừa vào chơi cái phá đảo luôn rồi, giờ các bạn nó cũng chán đúng không? Đúng đúng, mình chơi đang manh cuốn mà. Rồi đâu để mình giúp bạn tiêu quyền. Ui ơi, con này nhìn quen đấy nhỉ. Ui giời ơi, quý nhỏ này là con Reaper mà chứ, anh này nhìn hơi quen nhỉ. Ui quỷ nhỏ bạn ơi. Ôi, đánh bại 20 con, 30 con quỷ nhỏ, con mỗi con quỷ nhỏ 20k máu đánh sáng mai à. Ôi, không ai nó ghê mà. Tưởng từ đâu dễ bạn. Ôi, ôi chém ra nhiều tia sét à. Ôi, đồ họa cũng đẹp, nói chung đồ họa cũng đẹp đấy. Quỷ lớn, 80k máu kìa. Kỹ năng này. Ôi giời ơi, mãi mới được một con quỷ nhỏ. Đây, đây, có thanh niên nào đánh, bỏ dở này. Có thanh niên nào đánh, bỏ dở bạn ơi. Thế thì mình luộc luôn đi chứ. Luộc luôn. Ok, luộc ngay. Để mình gọi là triệu hồi đã. Triệu hồi đấy. Trời ơi, con vàng là con ấy nha. Còn con SSR mới SSR là phải mở mới ra được. Không mua được bạn. Không mua được. Ôi giời ơi. Mà, sao nào. Ôi giời ơi, đó. Mở đi, thoải mái đi. Thoải mái đi. Không có gì phải sợ cả. Mở đây. Ôi giời ơi, bán cái gì không ạ? Mở đây. Ôi giời ơi, được con gì đây? Enosuki à, con đầu lợn à. Ôi giời ơi, ok. Chiến binh đầu lợn. Ôi giời ơi, bỏ ui 40 đam đấy, mày sẵn sàng vừa đâu, reset liền. Rồi, thoát tim đây. Reset qua đây, reset rồi cho thoát tim. Ok, đấy, để thả. Rồi. Hình như là đang đánh nhau đúng không? Đang đánh nhau. Ôi giời ơi. Ok, cho đánh nhau xong trận này đã. 1 hour later. Cố lên. Yeah, ok. Rồi bây giờ mình sẽ này, bỏ này, reset vào các bạn, reset vào. Đấy. Thoát tim ngay, bỏ con này vô bạn. Ôi giời ơi, vào tim. Ok. Tính ra này 2 sao cũng không ăn thua lắm nhỉ. Rồi, cường hóa lên bạn. Ui, 2.300 đúng không? Rồi, lên 200 đam liền. 200 đam liền anh em. Ui giời ơi. Rồi, cho auto đây, bây giờ lại đi gọi triệu hồi. Đang có vẫn còn 14.000 triệu hồi được gọi là. Ui giời. Làm cho con R đi nào, cho con R đi coi. Và cho con R đi, còn mắt mày, mắt mặt nào, cho con R đi. Khẩn trước đây. Cho con R là mai nghỉ game luôn, không chơi game đâu. Thật sự đấy, cho R là mai nghỉ game. Khó thế nhỉ. Khó nhỉ. Ui, chứ con nào mình lên được ấy ạ. Chứ con nào mình lên. Ui, dưới này này. Trời ơi, vẫn còn nhiều con xịn lắm. Ui, con này. Rồi, không ra các bạn. Ui, xem con lợn này kỹ năng gì đây. Ui, con lợn này cũng có vẻ xịn đấy các bạn ơi. Con lợn này kỹ năng có vẻ xịn đấy. Chờ xíu nhá, để mình dùng kỹ năng cái con gọi là Enosuki các bạn ơi. Kiếm sĩ các bạn, gọi là con hơi vô lý. Kiếm sĩ. Ui, kiếm xét về. Đâu, xuống đây. Kỹ năng lâu thế. Thế nào? Ui dồi ôi. Không ăn thua. Nếu mà các bạn yêu thích mình, muốn mình làm cái game này, phá đảo game này trong ngày mai, các bạn để lại một like, comment ở phía dưới nha. Đấy. Để mình có động lực mai tiêu gờ Kubi. Thôi mai chắc chắn là phải chuẩn bị đâu đó mấy nghìn gờ Kubi vào đây quẩy các bạn nhỉ. Rẻ mà, tính ra có đáng bao nhiêu đâu nha. Ok thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là comment game ở phía dưới. Và bạn nào muốn gọi là tham gia những vòng quay may mắn, kẻ có cơ hội nhận thưởng đến 9.900 gờ Kubi thì có thể là vào shoptigaming.vn nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.